Theo thông tin từ hãng hàng không Vietjet, hãng này đã tăng tần suất bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Điện Biên lên 28 chuyến mỗi tuần, phục vụ nhu cầu người dân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với đường bay khứ hồi Hà Nội Điện Biên, Vietjet cho biết hãng sẽ tăng lên 14 chuyến trong tuần từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 5. Trước đó, đường bay này khai thác từ ngày 1 tháng 3 với tần suất là 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 2, 4 và 6, giúp rút ngắn thời gian đường bộ từ 12 tiếng xuống khoảng 30 phút bay. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên giữ nguyên 14 chuyến mỗi tuần nhằm phục vụ du khách phương Nam đến với dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.